Thưa quý vị, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra huyện đã lãnh án 11 năm tù về tội lừa đảo. Ngày 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Nhật, 37 tuổi, nguyên là cán bộ Ủy ban Kiểm tra huyện Lộc Ninh ở Bình Phước, 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2013 cho đến 2015, Nhật vay mượn tiền của nhiều người làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả khoản tiền 854 triệu đồng. Để có tiền tiêu xài, Nhật đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2015, Nhật đã dùng thủ đoạn gian dối thế chấp 2 sổ giao khoán đất thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết cho ngân hàng để chiếm đoạt 400 triệu đồng. Hứa rằng sẽ lo thi đậu tuyển công chức để chiếm đoạt của một người đàn ông 50 triệu đồng và của một người khác 60 triệu đồng. Nhật làm sổ đỏ cho một người khác nữa để chiếm đoạt 49 triệu đồng. Tổng số tiền Nhật lừa đảo lên đến 559 triệu. Trung tá Đinh Vĩnh Triều, cựu phó trưởng công an phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, vừa bị kỷ luật cách chức, khai trừ đảng vì tự ý thêm tên mình vào sổ hộ khẩu của một người dân để xin giấy phép kinh doanh, cùng với nhiều sai phạm khác. Trước đó, thì Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy ra quyết định kỷ luật ông Triều với hình thức là khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên, thì ông Triều không đồng tình và đã làm đơn khiếu nại đến cấp cao hơn. Sau khi kiểm tra, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xác định là quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Triều là thỏa đáng. Suốt thời gian dài, ông Triều làm chủ của cơ sở sản xuất bao bì hạt nhựa gọi là Tú Trinh, nằm ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cơ sở này thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra xử phạt, nhưng chủ cơ sở xem thường pháp luật, vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí còn chống đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Cơ sở này cũng không nộp thuế đúng quy định. Khi vi phạm vào năm 2016, mặc dù cơ sở bị rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động và gây ô nhiễm môi trường.